đêm rất dài với người khó ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, con đường thoát nghiệp từ xanh, con đường hạnh phúc tu hành chăm ngủ khó, như người chết sữa bò cũng thế, phải chờ lâu mới được bề hồ, phàm phu tạo nghiệp ác thù, quả báo không rời theo đêm Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bản kinh Pháp Cú. Chúng ta đã học qua hai phẩm tâm và hoa. Hôm nay chúng ta học đến phẩm ngu. Xin lỗi, chúng ta học đã được bốn phẩm, tức là phẩm song yếu, phẩm không phóng dật, phẩm tâm, phẩm hoa, và hôm nay chúng ta học đến phẩm ngu. Mình nghe chữ ngu mình thấy nó ngại ngại, thưa phải không? Nhưng mà thật sự ra nó gần hay nó xa với mình? Nói gần cũng kỳ, tại vì Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì Phật tánh là sáng hay Phật tánh là tối? Phật tánh là sáng. Cho nên nhân á, thì nhân sáng.
Nhưng trên thực tế thì chúng ta thấy mình nói tối không cũng không đúng. Nhưng mà nó có lúc sáng, có lúc tối. Thì cái phần tối đó không phải phần của mình. Hồi xưa giờ mình cứ tưởng là cái phần tối là phần của mình, nhưng mà tối không phải là phần của mình. Cái thật, cái sáng mới là phần của mình. Thành ra cái phần tối này không phải của mình, mà bây giờ nó đang lãng vãng chung quanh chúng ta. Thì như vậy nó đột nhập từ bên ngoài mà đến, tức là giặc chứ không phải chủ. Thì đã là giặc thì chúng ta mời vào hay chúng ta mời đi? Mời đi. Cho nên là Phẩm Ngu tuy nói nghe thấy sợ, nghe không mấy gì thiện cảm, nhưng mà thật ra nó không phải chủ nhà. Tuy không chủ nhà nhưng mà nó nhiễu nhương lắm. Và chúng ta trên thực tế khổ nhiều hay ít với cái chữ ngu này? Dạ thưa, khổ nhiều. Cũng tại vì si, tức là ngu đó, mà sanh ra bao nhiêu là nghiệp lẫn quẩn ở trong con đường sinh tử. Và trong cuộc sống hiện thời đó, cũng vì những giây phút bất giác, si mê, mình đã ứng xử với nhau rất là tệ. Ứng xử với nhau trong tham, sân và si. Cho nên Phật mới đặc biệt để một phẩm, nguyên một phẩm để nhắc nhở chúng ta. Và phẩm đó tên là Phẩm Ngu. Tức là tụi con bây giờ đó biết rằng gốc mình không phải gốc ngu, nhưng mà vì để cho bụi ngu nó bám vào, thì bây giờ bổn phận của chúng ta muốn cho hết cái khổ này thì phải phủi cái bụi ngu đi. Nếu mà phủi được mau thì sáng mau, mà phủi lâu thì sáng lâu. Phủi sạch hết thì sáng hoàn toàn, phủi sạch không hết thì sáng không hoàn toàn. Tùy ở mức độ phủi rũ hay là tẩy trừ phiền não ngu si mà chúng ta được an vui giải thoát. Phần này là phần bổn phận việc làm của chúng ta, đồng thời cũng là cái kết quả mà chúng ta nhận, ít nhiều gì đều do mình cả. Thì trong Phẩm Ngu này bốn câu đầu là bốn tích truyện, mà tích truyện nào thấy cũng hay. Tuy nhiên tôi cũng chọn lựa một tích truyện để kể cho Phật tử nghe, mang tính tiêu biểu và gần gũi với đời sống của quý Phật tử. Nhưng mà ý nghĩa của từng câu thì chúng ta sẽ đi qua, lần lượt đi qua, để chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta thật là kỹ. Và như Phật tử biết, trong cái đời sống hiện tại của chúng ta, quý Phật tử rất là phiền muộn, rất là u sầu với khi đối duyên xúc cảnh mà nó nghịch lòng trái ý. Cho nên đây là những bài học rất cần thiết, những ngụ từ mang cái tính không chỉ giáo dục mà còn là cái tính quyết định để cứu chúng ta ra khỏi cái biển khổ trầm luân, nên rất là quan trọng. Phật tử phải lắng nghe để chi? Lắng nghe để biết cách mà tháo gỡ cho mình, lắng nghe để biết cách thoát ra khỏi cái tù ngục vây hãm chúng ta. Tù ngục đó chính là cái khung si mê. Chúng ta khổ đó một phần do duyên bên ngoài, nhưng mà phần chánh là do tự chúng ta. Tự chúng ta không biết cái con đường sáng, và tự chúng ta không biết giải tỏa cho mình. Nếu mà chúng ta cứ không giải tỏa, chúng ta cứ sống hoài như vậy thì chúng ta sẽ khổ hoài. Chẳng những khổ trong đời này mà chúng ta sẽ khổ sang nhiều đời nữa. Càng buồn, càng khổ thì càng tối. Càng tối thì càng suy nghĩ và hành động nói năng càng tầm bậy hơn, càng tệ hơn, thì lại đưa đến cái quả khổ hơn. Cứ như vậy mà chúng ta lún sâu trong bùn lầy vô minh. Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật dạy cho mình những câu pháp cú mang cái tính vừa giáo hóa chúng ta mà vừa cái thể nghiệm để giúp cho chúng ta thoát khổ. Câu 60: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu, không biết chân diệu pháp. Tích truyện câu này cũng hay, nhưng mà tôi xin để dành ở câu sau, câu 62.
Nhưng ý nghĩa câu này chúng ta không thể không nói qua một chút. Thưa đại chúng, quý vị chắc có lẽ cũng từng bị mất ngủ, thế phải không ạ? Thì khi chúng ta mất ngủ đó, chúng ta thấy đêm nó làm sao? Đêm nó dài và nó rất là khó chịu, mình trằn trọc. Khi là mình suy nghĩ, mình mất ngủ, cho tới mình hết suy nghĩ rồi, mình cứng ngắc cái đầu rồi mà mình vẫn không ngủ được, thì lúc đó mình bực bội không ạ? Mình rất là bực bội. Mà cái mất ngủ đầu tiên là do chúng ta hay suy nghĩ trước khi ngủ. Nhất là khi chúng ta có chuyện buồn, hoặc là khi chúng ta giận, khi chúng ta tức, khi chúng ta tính toán, khi chúng ta sầu não, thì chúng ta sẽ ngủ không được. Thành thử bây giờ đó, quý vị thấy các nhà y học đối với bệnh mất ngủ, người ta khuyên mình uống thuốc ngủ hay là khuyên mình làm gì? Khuyên uống thuốc ngủ hay là khuyên tự giải tỏa những cái suy nghĩ? Ở ngoài đời người ta không biết gọi là vọng tưởng, người ta gọi là suy nghĩ. Thì bây giờ đối với bệnh nhân mất ngủ, người ta khuyên mình nên giảm stress bằng những cái phương pháp thể dục hoặc là nghỉ ngơi. Còn nếu người hiểu đạo thì người ta dạy mình phải tu tập thiền định, thế phải không? Hay là người ta bắt mình uống thuốc? Uống thuốc là một cái hạ sách. Chưa kể là uống thuốc mà không ngủ được thì nó tệ gấp đôi. Quý vị nào mà có trải qua những cái trường hợp này thì sẽ biết, không uống thuốc mà ngủ không được là mệt gấp đôi. Bởi vì thần kinh nó căng thẳng là thuốc còn khống chế thần kinh nữa, mà khống chế không nổi, thành thử ra cái sức đấu tranh, cái sức mà dao động quá mạnh của cái não bộ chúng ta đã làm cho chúng ta càng mệt mỏi thêm. Thành thử ra muốn trị bệnh mất ngủ thì tâm phải an. Muốn tâm phải an á thì mình phải xả. Xả cái gì? Xả cái gì mà mình ôm thì mình xả. Mỗi người có một khối mà chỉ có vị đó mới biết thôi, chứ người khác không biết được. Thì cái khối đó là Phật gọi khối gì? Khối ngu. Cho nên ở ngoài thế gian quý vị có nhiều chuyện để mất ngủ lắm. Mà dù cho mình tính toán cái chuyện Phật Pháp đi nữa, mà chúng ta mất ngủ thì Phật Pháp cũng trở thành ngu. Bởi vì Đức Phật đâu có tính toán. Quý Phật tử nhớ, từ Đức Phật cho tới Chư Tổ và tới Thầy của chúng ta đó, làm bao nhiêu thiện sự, giáo hóa chúng sanh, nhưng mà không có mất ngủ. Nhờ không mất ngủ mới làm nổi. Chứ mất ngủ thường xuyên là không có làm được việc gì hết á. Mà mất ngủ thường xuyên cái người đó nhìn có khờ lắm. Thưa phải không? Nó tưng tưng á. Mất ngủ thường xuyên nó kỳ lắm. Cho nên là không có thể nào mà một người mà làm việc lớn mà đạo sư mà mất ngủ được. Tức là phải điều phục tâm cho được, xả cho được những cái vọng tình của chúng ta. Mất ngủ lâu còn dẫn tới bệnh thần kinh đó. Thưa có phải không? Bởi vì tưng riết thì bệnh thần kinh chứ sao? Sáng dậy nó không tỉnh. Không tỉnh cho nên đầu óc chúng ta không thể sáng suốt, không thể nói năng suy nghĩ và hành động đúng đắn được. Vì vậy trước khi ngủ buổi tối đó, chúng ta nên buông thư hay là thư giãn bằng cách tọa thiền 15 phút là rất hay. Đó là chỉ nói về chăm sóc sức khỏe cho Phật tử thôi, chứ còn đối với thầy cô không phải là chăm sóc để cho ngủ được, mà việc còn lớn hơn nữa. Nên mình mệt mỏi quá thì mình sẽ dễ bị mất ngủ. Mà chúng tôi thấy vậy đó, ngay cả mình tu mà mình lo việc nhiều quá, mình làm những cái việc mình nghĩ là mình phải lo cho đại chúng, mình phải làm cái này cái kia, rồi mình mất ngủ thì cái việc đó cũng không có công đức, không có giá trị. Không có giá trị về mặt thân cũng như là về mặt tâm. Cho nên khó nhất không phải là điều phục cái sự việc bên ngoài, lo lắng cái sự việc bên ngoài, mà khó nhất là phải điều phục tâm cho tốt. Mà muốn điều phục tâm cho tốt á, thì chúng ta phải quyết tâm. Thật ra không ai muốn mất ngủ, thật ra cũng không ai muốn phiền não, nhưng mà quý Phật tử không gan buông bỏ công việc xuống, không gan buông bỏ những cái lo lắng xuống,
không gan buông bỏ những cái sở hữu của mình xuống. Nhưng mà trên đời này mình nói sở hữu của mình là một cách nói thật là xa với chân lý. Không có cái gì là sở hữu của mình. Chút xíu xuống tới dưới tôi sẽ giảng câu số 62 để quý vị Phật tử thấy rõ điều này Phật nói đã từ lâu rồi. Mà tới bây giờ mình vẫn còn khổ là tại vì mình không nghe lời Phật. Tôi nghĩ rằng chúng ta theo Phật cũng lâu rồi, không phải bây giờ đâu. Nhưng mà hồi đó tới bây giờ nghe theo, nghe chơi cho vui chứ không có làm lời Phật dạy. Cho nên tới bây giờ Phật thành Phật mất tiêu. Mà mình thì sao? Mình cũng xách giỏ đi chùa tà tà vậy mà đều không có, không có rồi. Thấy Phật thì cũng thương tại vì nó có tình từ 2.500 năm rồi. Nhưng mà mình không có tu được như là lời Phật dạy, không có vâng lời một cách tuyệt đối. Cho nên là chúng ta chạy theo cái nghiệp của chúng ta nhiều hơn. Nói thì cũng chịu nghe thôi chứ, nhưng mà làm thì không có làm cách hết lòng. Làm không có cách chân thật như là cái mong mỏi của mình muốn được giác ngộ giải thoát. Thật sự là muốn hết khổ nhưng mà bị bỏ khổ đi thì bỏ không được. Thật sự là muốn thoát khỏi buộc ràng nhưng mà cắt cái sợi dây buộc ràng không cắt được. Có khi không cắt mà còn cột thêm nó mới chết chứ. Nó cũng là một cái lỗi từ mình mà ra. Cho nên mình ban đêm mà không chịu ngủ thì sẽ thấy đêm rất là dài. Trong cái đường sinh tử cũng vậy, mà mình không chịu ra thì mình sẽ thấy cái đường sinh tử này là vô thủy vô chung. Đường dài cho kẻ mệt cũng vậy. Tức là khi mình đã mệt rồi thì mình nghĩ đừng đi nữa. Mà mệt rồi vẫn cố đi thì càng đi thấy càng mệt. Do càng mệt cho nên cái sức đi càng yếu. Sức đi càng yếu thì càng đến mau hay càng đến chậm? Càng đến chậm. Cũng vậy, đường đời đã mỏi rồi thì bây giờ chúng ta đi ở trong một cái duyên, một cái duyên mà để có thể là tồn tại tương đối, mà chúng ta quay lại để có thì giờ tu hành thôi. Nói như vậy không có nghĩa là bỏ hết việc, Phật tử đừng có hiểu lầm điều này. Quan trọng là ở trên cái tư tưởng của chúng ta, quan trọng là ở trong cái tâm niệm của chúng ta. Nhiều khi chúng ta vẫn làm việc rất là nhiều, chúng ta vẫn làm công kia việc nọ, nhưng mà tâm chúng ta hết chấp rồi chúng ta cũng thấy khỏe, cũng vẫn làm. Phật tử hỏi chứ, thưa cô, khi làm không thế nào là không vọng động? Vọng động là một chuyện, mà chấp vào cái công việc nó là chuyện khác nữa. Thí dụ như mình suy nghĩ để mình lên một cái giáo án, mình dạy học, hay là mình lên một cái kế hoạch để mà mình thực hiện cái công việc kinh doanh của mình, thì dĩ nhiên là chúng ta phải vọng động. Rồi lên rồi mình làm, trong cái làm đó có khi nó cũng tốt, có khi nó cũng không tốt lắm. Thì không tốt thì sửa, tốt thì được, vậy thôi. Chứ không bao giờ mà tức tối, điên đảo vì sự thất bại, mà say mê, quay cuồng, tự mãn với sự thành công. Nó là một cái thái độ khác của người tu Phật. Vì chúng ta nhớ rằng trong chúng đệ tử của Đức Phật tới 7 chúng lận, thì trong đó có 2 chúng là 2 chúng cận sự nam và cận sự nữ, tức là họ còn cư sĩ và họ có một cái trách nhiệm là hộ pháp. Tức là họ vẫn có thể làm việc để mà có đủ cái tài chánh, chẳng những cho mình mà còn có thể ủng hộ Phật Pháp. Nhưng không vì thế mà Phật dạy họ phải điên đảo, hoặc là vì Phật Pháp mà làm bán mạng để đổ phiền não, đổ nghiệp. Đó như vậy đó. Cũng như chư Tăng Ni tu hành, tu hành là để cho mình được giác ngộ, được tỉnh giác, hết cái phiền não, được an vui. Rồi mình tu, mình nghe nói là cái trách nhiệm của mình là phải tu và giáo hóa Phật tử. Rồi mình lao đầu vào giáo hóa Phật tử, mà mình càng giáo hóa thì mình càng mệt, mình càng mệt thì mình càng phiền não, mình càng sanh ra đủ mọi cái chướng ngại. Mình vướng vấp vào nào là danh lợi, nào là sự sản của trong đạo, thì cái đó là không phải bổn phận của người tu. Nên chúng ta không khéo thì chúng ta hiểu sai lời Phật, và chúng ta làm những điều mà Phật không có mong mỏi nơi mình. Cũng như tôi rất là ngạc nhiên, không hiểu tại sao đạo Phật là một đạo rất minh triết, rất là sáng, rất là trí tuệ, mà bây giờ đạo Phật trở thành là một cái đạo mà để cho đa số quần chúng
mê tín, cầu kính, van xin. Số người mà tin hiểu đạo Phật một cách đúng đắn rất là ít. Thưa thật với quý Phật tử như vậy đó, mà cái số người như thế nào lại đông? Số người nghĩ rằng con đi theo Phật để Phật làm gì? Để Phật ủng hộ, gia hộ cho con. Con mà có giật dọc hoặc có ăn cắp tiền thì Phật cũng che cho được, người ta đừng có thấy cái tay con móc túi. Đâu có cái chuyện đó được. Mình cứ phải đi van xin rồi mình làm cái việc gì đó, nhiều khi nó không có hợp pháp lắm mà Phật che cho con ráng con làm chiến này xong rồi con bỏ con tu. Bây giờ chẳng hạn như buôn lậu đi, là một cái nghiệp rất là nguy hiểm, một cái công việc làm cực kỳ nguy hiểm, mà nói bây giờ Phật độ cho con buôn lậu chiến này thôi rồi. Con trúng chiến này rồi con trả lại Phật 500-300 gì đó, cúng dường trả lại Phật 500-300 rồi chuyến sau con không buôn nữa hoặc con buôn ít hơn. Mình nói thì ở đây Phật tử nghe kỳ, nhưng mà thật sự cái kỳ này nó tràn lan ở trong quần chúng. Thưa có không ạ? Có đó chứ. Mà nhiều khi chúng tôi nói như vậy rồi Phật tử cũng nghe như vậy, nhưng mà không gan để mà bỏ cái niệm gọi là tha lực một cách quá đáng, tha lực mà quên đi cái sự tự lực của chúng ta, làm mất đi cái giá trị chân chánh của đạo Phật. Khi học toàn bộ giáo lý của nhà Phật thì chúng ta thấy rõ ràng Phật kêu gọi sự tự lực hay là kêu gọi sự nương tựa. Phật kêu gọi sự tự lực, và Phật kêu gọi sự buông xả hay là kêu gọi cái tâm chấp thủ, bám víu, kêu gọi buông xả. Và Ngài đã buông xả trước, hướng dẫn cho chúng ta buông xả theo. Nhưng mà mình triền miên trong những nỗi khổ là vì cái tập nghiệp, những cái tập nghiệp đó là những cái tập nghiệp để khổ, chứ không phải tập nghiệp để sướng. Nhưng mà vì ta tập quen rồi, cho nên bây giờ ta quen làm cái đó. Thưa đại chúng, tất cả những cái việc ta làm đều là thói quen cả. Ăn uống cũng thói quen, ngủ nghỉ cũng thói quen, tụng kinh niệm Phật cũng thói quen, tu tập cũng thói quen. Cho nên khi mà chúng ta đi ngang mà chúng ta thấy một cái chỗ vui chơi chúng ta thích vào thì đó cũng là một thói quen. Ta đi ngang ta thấy chùa, thấy Phật, thấy chư tăng ni, ta thích vào, đó cũng là gì? Một thói quen. Nếu như chúng ta thấy cái công việc ở ngoài thế gian, những cái chỗ vui chơi thế gian mà ta thích, thì ta biết đây là một cái nghiệp ta đã tập, một cái thói quen này ta tập lâu rồi, và cái thói quen này là thói quen không tốt. Nếu như mình không có thực hành nó nữa thì lâu ngày thói quen này sẽ phai nhạt, và cuối cùng nó không quen nữa thì chúng ta sẽ không có đi vào con đường đó. Thì quý Phật tử tu tập cũng phải như vậy. Đời này nó không có một cái cố định. Chúng ta học Phật, chúng ta biết rất rõ điều đó. Giờ chúng ta tập thôi. Thay vì chúng ta hay cáo tiết lên thì bây giờ chúng ta không cáo tiết lên nữa. Cáo lên đó là một cái thói quen. Và chúng ta nghĩ rằng cái thói quen này chắc có lẽ là nó liền da liền xương với chúng ta. Thưa không có. Nếu mà chúng ta không thích cáo tiết lên nữa thì chúng ta không làm như vậy nữa. Thật ra chính Phật tử cũng đã trải nghiệm điều này. Quý vị học Phật Pháp là đệ tử của Đức Phật, và chúng ta thấy chúng ta thay đổi rất nhiều. Thưa có phải không? Thay đổi nhiều lắm. Vì sự thay đổi đó ai làm cho mình? Ai làm? Quý Phật tử làm đó chứ. Công đức đó là của quý Phật tử. Phật chỉ là người chỉ mình thôi. Công đức đó là của chúng ta. Và chúng ta làm được rồi. Chúng ta làm được rồi, sau đó chúng ta còn thấy là chúng ta giúp đỡ bạn chung quanh chúng ta làm cũng được nữa. Như vậy thì chúng ta không dừng lại ở chỗ được này thôi, mà chúng ta sao? Làm nữa. Làm cho tới bao giờ giác ngộ như Phật mới gọi là xong. Tôi cũng vậy. Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi giờ, mỗi phút đi qua trong cuộc đời tu hành, luôn luôn nhắc mình tu thì vui hoài, không có việc gì phải buồn phiền. Mình tu thì tỉnh biết vậy đó, chứ đừng có để phiền não nó lôi kéo. Nhắc vậy thì phiền não nó nhú lên, cái mình nói thôi không theo, hoặc là mình biết nó. Rồi tự nhiên cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng. Giờ nào làm việc đó, tới giờ nào mà công tác của tôi thì tôi làm. Còn không phải công tác của mình thì thôi,
trừ khi được sự mời kêu gọi hoặc là có ai mà họ cần đến thì mình có mặt, còn không thì mình cứ làm việc bình thường theo lời Phật dạy, thấy cuộc đời rất là an ổn. Mà an ổn nó cũng do mình, còn nếu bây giờ tôi không thích vậy, tôi thích bươi chải, tôi thích làm đủ chuyện trên đời, thích nhọc nhằn thì mình cũng sẽ nhọc nhằn, thưa phải không? Mình thích thì mình làm, mình thích thì mình làm à, chứ sao giờ? Mình làm thì có khi thất bại, có khi thành công. Mà nếu mình làm trong say mê thì thất bại thì mình sẽ rất là sao? Mình thất bại mình rất là đau khổ, mình thành công thì mình rất là hỉ hả. Thì đó là do chúng ta chọn thôi. Mà Phật dạy chúng ta đó là bây giờ chánh là phải làm sao ra khỏi cái khổ sinh tử. Đó là mục đích lớn. Còn mục đích vừa vừa nhỏ nhỏ như của Phật tử đó là giảm thiểu bớt cái nỗi khổ trong cuộc đời hiện tại. Sống cho nó thanh thản nhẹ nhàng một chút. Sống thanh thản nhẹ nhàng có là sống đúng với lại sự việc, đúng với sự thật. Cuộc đời này quý Phật tử nhớ nó là duyên sinh. Nó duyên sinh có nghĩa là cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, có hợp thì có tan. Những cái việc đó là quy luật. Quy luật duyên sinh thì chúng ta đừng có cưỡng bức đó. Ví dụ như người ta thương mình thì cảm ơn, không thương thì thôi. Hay là mình bắt người ta phải thương mình, sao? Quý vị thấy sao? Thương thì cảm ơn, không thương thì thôi. Mình bắt người ta phải thương mình. Mình bắt không được thì mình kiếm chuyện, mình kiếm cách, mình tặng quà, mình biếu xén, mình làm đủ chuyện. Đấy. Nhưng mà cái tâm của mình á, không có minh bạch. Tâm của mình á, vị kỷ, không phải vị tha. Thì người ta cũng sẽ sao? Sẽ không thương được mình. Chừng đó mình nổi tức lên. Càng nổi tức thì người ta thấy càng không thương được mình. Là mình không biết gây tạo cái duyên cho tốt, mình trở thành người vô duyên, được phải không? Còn mình biết gây tạo cái duyên cho tốt, không cần người ta phải thương mình tạo cái duyên tốt, mình làm thiện sự, tâm mình rất là minh bạch trong sáng, thì không muốn, không bảo, người ta cũng sẽ sao? Cũng sẽ quý, cũng sẽ thương mình. Đây là có duyên. Như vậy đó, nó rõ ràng nè. Cho nên sống trong cái cuộc sống duyên sinh này thì chúng ta phải tùy duyên. Tùy duyên nhưng mà bất biến, tức là không bỏ mất đi cái tâm tịnh của mình, cái trí sáng của mình, thì chúng ta an lạc. Còn nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái duyên mà quên cái tâm, thì chúng ta sẽ bị duyên nó lôi kéo, và cuối cùng chúng ta phiền não vì chúng ta hay đặt để các cái duyên, trong khi các cái duyên nó là khách quan, không thể đặt để được. Nên Phật dạy chúng ta đó, nếu mà chúng ta là kẻ ngu thì chúng ta cứ khổ hoài trong cái luân hồi dài lâu, không do vì không biết chân diệu pháp, tức là cái pháp chân thật. Cái pháp đó Đức Phật đã nói từ lâu rồi, tức là các pháp bên ngoài không có gì là cố định, không có gì là của mình. Còn cái riêng chân thật của mình thì nó có sẵn đây rồi. Cái này nó không xanh, không vàng, không đỏ, không trắng, không dài, không ngắn, không tốt, không xấu, không nam, không nữ, không thương, không ghét mà quý vị đang dùng đó. Chư đại chúng nhìn chúng tôi bằng đôi mắt của quý vị, nhưng nói đôi mắt này mà không có tánh biết thì quý vị có thấy được chúng tôi không? Không thấy. Cho nên quý vị đang dùng tánh thấy để thấy mọi vật chung quanh. Vậy thì tánh thấy là cái thật. Cái thật mà mình đang dùng thì mình đang dính liền với nó hay đang xa cách với nó? Đang dính liền. Vậy sao không thấy hạnh phúc? Không thấy là mình đang dùng cái gia bảo của mình. Mình đang cầm vàng thật trong tay là không thấy hạnh phúc, muốn vớt thêm mớ vàng giả. Tức là cái nhìn là đủ rồi, thế nhưng mà còn muốn phải phân biệt đẹp xấu, để rồi sanh yêu ghét và thủ xả. Thì cái này là chúng ta muốn cầm thêm rác trong tay. Cầm rác thì nhơ tay hay sạch tay? Nhơ tay. Và các pháp vô thường chúng ta cầm trong tay nó cũng sẽ trôi hết. Hồi xưa Hòa Thượng hay kể cho chúng tôi nghe, nói con người ta đó mà tham muốn sự việc thế gian á,
không biết thôi. Và họ luôn luôn muốn bám víu nắm giữ, mà họ không biết rằng cái sự nghiệp ở trên thế gian này nó giống cục đá nằm trong lòng bàn tay vậy đó. Chúng ta cầm cục đá trong lòng bàn tay thì thứ nhất là tay nó tê buốt, thứ hai là nó làm sao? Nó đã tê rồi mà lại còn gì nữa? Nó sẽ không còn nữa. Cũng vậy đó, quý vị nào mà đang có sự nghiệp nhiều chừng nào thì quý vị sẽ cảm nhận được cái tê buốt của người mà đang quá bận rộn với công việc. Nhiều khi mình nghĩ rằng người giàu sang thì sung sướng, nhưng mà không chắc. Giàu sang là đang cầm một khối nước đá ở trong tay. Cảm giác trước tiên là sao? Là khổ vì cái sự giàu sang của mình. Rồi sau đó sự giàu sang sẽ còn hay là sẽ trôi? Sẽ trôi. Nếu mà vị đó là Phật tử thì sẽ biết cách cho nó trôi, cho có lợi ích. Còn nếu không biết cách trôi cho lợi ích, nó cũng phải trôi, bởi vì nó là vô thường hay là thường? Bởi vì nó là vô thường cho nên nó sẽ trôi kiểu không có lợi ích. Và chúng ta mất hẳn vốn cũng như là lời. Còn nếu chúng ta là người Phật tử thì chúng ta sẽ biết chuyển nó trôi từ cái chỗ này qua cái chỗ khác tốt hơn, thì chúng ta sẽ tích lũy được công đức nhiều hơn. Tiền không cần tích lũy, mà cần tích lũy cái gì? Tích lũy cái tâm chân thật, cái tâm vô lượng của chúng ta. Quý vị làm việc được là quý vị do có phước rồi. Khi mà chúng ta có tiền là chúng ta có phước. Chúng ta có phước nên chúng ta làm rất được. Và bây giờ chúng ta phước hơn nữa là chúng ta không có bị kẹt ở đồng tiền, mà chúng ta chuyển hóa đồng tiền thành phước hơn nữa. Thì như vậy là chúng ta đại phước. Người làm gì được nấy là người đó họ có một cái phước hạn hữu từ đời trước. Nhưng bây giờ nếu họ cứ xài hết cái phước đó thì phước sẽ hết. Còn bây giờ họ biết sử dụng cái phước đó, đầu tư thêm cái phước đó bằng cái tâm vô lượng của mình, thì phước đó càng ngày càng thêm to lớn hơn. Cho nên ở đây Phật dạy như vậy, chúng ta phải biết rằng nói chữ đêm dài cho kẻ thức thì mình có nghĩ là thức ngủ bình thường, mà đêm dài cho những người vọng tưởng, đêm dài này là cái đường vô minh tối tăm. Nếu mà quý vị cứ vọng tưởng hoài, cứ sầu muộn hoài, cứ ôm ấp hoài những cái nỗi buồn, những cái niềm đau, thì quý vị tự làm cho mình tối đi, không có lợi ích gì cả. Mà cuộc đời này đâu có duyên buồn, nó là duyên sinh mà. Thử hỏi chư Phật tử nè, xem cái cây sala đang ngoài ở đó, cái cây nó đang buồn hay đang vui? Thế nó buồn hay nó vui? Nó không buồn, nó cũng không vui. Mà nó gió thổi thì nó lay, gió không thổi thì nó đứng yên. Nhưng mà khi ta thấy cái cây lay ta thấy vui, khi ta thấy cái cây đứng yên ta lại sao? Ta thấy buồn. Mình cũng vậy, một cái khối duyên sinh này nè, thật ra cũng đâu gì buồn, đâu gì vui. Còn cái tâm á, tâm vọng tưởng thì đủ thứ lung lao, nhưng mà cái tâm chân thật cũng đâu buồn vui gì. Thưa có phải không? Nhưng mà vì lỡ si mê rồi, quý Phật tử tạo nghiệp với nhau rồi, quý Phật tử quen nghe những câu nói dịu dàng rồi, bây giờ nghe cái câu nói hơi nặng nề quý Phật tử nghe không được, cái trở thành nó khó chịu. Chứ thật ra bản chất của mọi câu nói dù là nặng hay nhẹ gì cũng không có buồn, không có vui vậy. Thì vì qua cái lỗ tai của cái người hay nghe thì nó không có cái gì là phân biệt. Nhưng mà qua cái lỗ tai của một phàm phu tục tử nghe mà còn chia chẻ, còn phan duyên đó, còn chạy theo để mà hơn thua với câu nói đó, thì nó thành cớ sự. Vậy thì cần thiết đâu? Đâu có cần thiết là chúng ta phải phan duyên theo nó. Mình tu Phật rồi, nhất là quý vị lớn tuổi nữa, quý vị trẻ đó, thì nghe Phật Pháp để có cuộc sống càng ngày càng đúng với chân lý, cho bớt khổ, cho trí tuệ. Còn quý vị lớn tuổi là phải nghe nữa, là tại vì bây giờ mà quý vị cứ lo lắng, cứ buồn, cứ khổ hoài thì kỳ lắm ạ. Tại vì nó hết thời rồi, nó qua cái thời lo rồi. Thời này mình đã lớn rồi, để cái lo lại cho ai? Con cháu á, nó không muốn lo, nó cũng phải lo, nó sống đi chứ. Còn mình đã xong rồi, bây giờ mình lo là lo cái gì? Mình lo tu cho đời, cuộc đời về già của mình nó được nhẹ nhàng, ra đi nó được thảnh thơi. Mà quý vị không có chịu xả bớt những cái niềm lo lắng trong lòng thì tiếc lắm, uổng lắm. Nhiều khi giờ ngồi đây chứ ráng mau mau 3 giờ về bắt nồi cơm lên cho nó, tội nghiệp nó về cơm trễ không có nó ăn. Những cái lủng bụng đó mà thành nghiệp á. Thưa có phải không ạ? Thành nghiệp á, kệ nó không ăn thì nó cũng phải kiếm nó ăn chứ.
Chứ mai mốt mình không còn trên thế gian này thì ai nấu cơm cho nó ăn? Cũng lo. Lo riết thành cái quen mà hả, nó thấy mình lo được thì nó làm sao? Nó không lo. Cho nên là quý Phật tử không gan là như vậy, không gan. Nhiều khi mình nghĩ chứ cái công việc này mà mình không làm ở nhà này không ai mà làm á. Quý Phật tử nghĩ chứ thiệt á, nhà này dở quá, không có con à, thôi tiêu á, thử đi. Thử đi đâu thử, còn nó tiêu không biết. Ở đó lúc mà Hòa Thượng sắp sửa trao việc lại hết cho Chư Tăng Ni lớn, đệ tử lớn của Ngài đó, thì quý thầy cô khóc dữ lắm. Quý thầy cô lớn khóc nói, bạch thầy, nương nhờ công đức của thầy mà tụi con mới có thể an ổn tu hành. Bây giờ thầy buông tay chắc tụi con tiêu hết quá. Phật tử rồi cũng bơ vơ, rồi cũng không có ai mà tin cậy tụi con như thầy. Thầy nói thử coi. Bởi vì mình nói vậy rằng mình lấy lý do không cho thầy buông mình, đặng thầy lo mình nữa. Nên rồi Hòa Thượng nhất định không có mà yếu lòng đối với lại cái giọt nước mắt của Tăng Ni. Ngài nhất định đóng cửa nhập thất. Đóng cửa nhập thất ở trên Đà Lạt thời gian, buông việc về đây thấy cất nhà cất cửa còn dữ hơn hồi xưa. Hồi xưa thầy đâu có dám cất nhà cửa dữ dằn vậy, không có tiền mà cất. Thật ra đó quý Phật tử biết, hồi xưa đó tôi nhớ những cái khúc mà thầy nghèo thấy thương đứt ruột. Chỗ chúng tôi ở hết chỗ rồi mà thầy không có tiền cất. Thầy không có tiền cất mà Chư Ni không còn chỗ ở nữa. Thầy mới nói tụi con ra ngoài phía sau giường coi có tre, mà tre già già đốn vô. Rồi thầy ráng thầy mót hết đồ đạc của thầy, coi còn cái gì bán, mua đỡ lá về chầm lên cho tụi con ở. Không có tiền mà cất. Rồi bây giờ thầy về thầy gái thấy nhà ngang giải dọc linh đình trên hết hồn. Nói ở đâu ra vậy, thầy không nói cho tụi con đồng xu nào mà ở đâu ra. Mình trả lời dạ cũng không biết. Nên là tôi nói cái điều đó để cho Phật tử thấy mình đừng có nghĩ người sau là thường, không có đâu. Bây giờ Phật tử nhìn với dạng con mình cũng chê nó lắm. Chê thấy vậy chứ, coi vậy chứ phiêu lắm, coi vậy chứ nó còn ngu lắm cô. Không có đâu, thử đi. Thử đi nó còn ngon hơn mình đó. Với mình còn ngồi đây nó ngồi lên không được đó. Với mình lo quá đi thành thử nó trở nên sai. Mình thấy là bao nhiêu lãnh tụ là gọi là siêu của tổ quốc nằm xuống rồi, đất nước có bị tiêu không, hay là đất nước vẫn đi lên, đâu phải hết người. Phật cũng vậy, Thế Tôn là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà ngài nhập diệt rồi, tới bây giờ 2550 mấy năm, chẳng những Phật giáo nó không ở trong một nước mà nó trở thành một cái tôn giáo đi khắp năm châu luôn. Rốt cuộc Ấn Độ không có ai mà chung quanh mới là nhiều. Có quý vị đi Ấn Độ về thấy ngậm ngùi luôn, đau xót luôn, vì tại vì nơi của Đức Phật sinh ra mà lại sao phế tích luôn, đến đó mà khóc thôi chứ không có làm gì được trơn. Trong khi Phật giáo ở các nước khác thì quá rực rỡ, quá huy hoàng. Mình nghĩ là Phật sanh ra chỗ đó thì chỉ chỗ đó đó Phật giáo mới ngon, còn mấy nước kia cho mày chết luôn, không có đạo Phật tới cho chết luôn, đâu phải. Nên chúng ta phải tháo gỡ, xả bỏ cái đầu óc thủ cụ của mình, vị ngã của mình. Đừng có nghĩ rằng mình là duy nhất trên đời này. Nghĩ như vậy là tội nghiệp cho mình mà tội nghiệp cho người sau nữa. Người ta ngóc đầu lên không nổi với mình. Cho nên Phật tử đừng có lo cho con, nó không thể nào mà nó không có con nó không được. Không có, đừng có sợ cái chuyện đó. Chính không có mình nó mới giỏi. Tôi nói không biết có nói ngược không à. Tại mình mà nó không giỏi đó. Nên là chúng ta thấy cái ngã kiến của mình, cái chấp ngã mình nó quá nặng đi. Mình chấp cái gì là trên hết. Ta là trên hết. Dù cho mình có lục căn không hoàn cụ, mình cũng cho mình là trên hết như thường. Nó kỳ cục như vậy đó. Cho nên bây giờ phải xả đó ra. Khi mà chúng ta xả đó ra, chúng ta sống nhẹ nhàng lắm, chúng ta đỡ lo, và chúng ta cũng nhờ vậy mà chúng ta chia sẻ cái lo cho nhiều người chung quanh. Mình ít lo là tự nhiên người khác phải lo à.
nó rõ ràng như vậy đó. Mà chúng ta mà cứ chăm chăm mà lo thì người khác không có làm sao mà lo được. Bởi vì trong nhà thiền có cái câu chuyện ăn trộm dạy con, ông đó ông dạy con đúng cách. Không có thể mà lo chết rồi, mày đi vô cái đường đó là mày chết, mày vô đường đó là chết, mà ông đưa vô cái đường đó luôn. Đưa vô rồi, từ trong cái chỗ mà khó khăn nhất, không có sự hiện diện của cha mình, nó mới sao? Nó mới phát huy được, Từ đâu mà quý Phật tử đến chùa? Tại vì quý Phật tử ở chỗ cái ngặt quá. Chứ thật ra không phải đầu tiên Phật biểu đến chùa mà Phật tử đến chùa. Thưa có đúng không? Phật không có biểu nổi mình đâu. Ai biểu mình? Cuộc đời biểu mình chứ không phải Phật biểu mình. Không biết tôi nói vậy có trúng không à? Nhiều Phật tử không phải đến chùa vì đang vui hay là vì nghe giới thiệu về Phật, mà đến chùa vì khổ quá không biết đi đâu nữa mới tới chùa. Thành thử ra đây là một sự thật. Đây là một cái va chạm mà dẫn đến cho chúng ta sự giác ngộ. Cho nên là chúng ta mà cứ chấp hoài, chúng ta bám víu hoài thì chúng ta không bao giờ giải thoát nổi. Nhất định là như vậy. Gan lên là gan lên trong tâm, chứ không phải gan lên là giờ về không có thèm bước vô nhà ở, cũng không có nấu cơm ăn, cũng không có nói tới ai, sống kỳ kỳ cục cục thì không được. Cái đó là đi chùa thành ra cũng tưng nữa. Sao xin phép sao cho nó ổn một chút, đi về nó đàng hoàng, nó bình thường, nó rõ ràng như vậy. Chứ không phải là đi chùa về nó lập dị, không có lập dị gì cả, trong tâm xả thôi. Hồi xưa mình về người ta cười với mình vui vẻ thì mình vui, còn người ta họ ục, người ta quạo xuống một đống là mình khó chịu. Bây giờ mình về người ta cười mình cũng vui, mà người ta quạo mình cũng vui vui vậy đó. Chuyện đó ai biết? Thưa phải không? Ai biết à? Mình biết là đủ rồi, mình khỏe rồi. Mình đừng có để ý bên ngoài nhiều quá. Phật nói rồi, chúng ta khổ là vì để ý bên ngoài, trong khi cái quan trọng là phải quan sát ai. Mình lo quan sát mình lo mình cứ để ý người ta hoài. Mà quý vị để ý coi, mình là mình không có chăm chút cho mình cũng coi đường ly lối về của tâm thức mình như thế nào. Mình đang không có tỉnh nè, mình đang tham nè, mình đang giận nè, mình đang buồn tuổi nè, không để ý. Mà giờ mình coi bên kia vui không? Chứ vậy cho nó tạo nghiệp. Đấy là một thói quen không ạ? Thói quen, cái thói quen không có hướng nội mà hướng đâu? Hướng ngoại. Là một cái thói quen mà trôi lăn trong sinh tử. Đó là câu 60, câu 61 đó. Tìm không được bạn đường hơn mình hay bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu. Câu này cũng đòi hỏi cái sự gan dạ của chúng ta. Ở trên cuộc đời này bạn nhiều lắm, bạn nhiều lắm, mà đủ kiểu bạn luôn, thưa phải không? Thì Phật dạy muốn mà cho được tiến, muốn được cho hết khổ thì phải tìm bạn như thế nào? Bạn sáng, bạn sáng là bạn sao? Bạn bài mình nhiều chuyện hay là bạn sao? Bạn sáng là mình thấy người đó không có bao giờ mà tham, không bao giờ nổi giận, không bao giờ mà nói xấu người này người kia, mới gọi là bạn sáng. Người đó cứ lo, khi nào mà mình khổ nói thì họ ngồi họ nghe mình rồi họ khuyên thôi đừng buồn nữa, đây là bạn sáng. Chứ không phải là vừa nói trời ơi tôi bị cái bà đó bà chơi khăm tôi, vậy hả tôi bày cho bạn cách chơi khăm lại bà. Này không phải bạn sáng. Thì cái tích truyện này nó cũng ngộ ngộ là ngài Đại Ca Diếp mà có hai đứa đệ tử, tôi kể sơ qua thôi mà nó mắc cười. Có hai đứa đệ tử, một đứa thì nó đầm thắm, nó hiền lành, biểu đâu làm được đó, còn một đứa thì gian ngoa xảo trá, coi như là chiếm công của cái đứa đệ tử tốt. Thí dụ như nó chờ đứa đệ tử tốt nấu nước xong rồi, vừa nấu xong cái nó bê cái nồi nước đó vô phòng tắm, cái nó thỉnh thầy đi tắm, tức là nó chiếm công của đứa đệ tử kia. Chuyên môn là như vậy. Thì cái công việc nào rồi cũng bị ló đuôi, cho nên cuối cùng ngài phát hiện được là nó là gian xảo, hay chơi khăm cái sư huynh của mình, cho nên là thầy rầy đứa đệ tử xấu đó. Thì khi rầy đã nói xấu rồi
thử ra cái chủng tử nó không có sáng, nó bị rầy thì nó không sửa mà nó còn sao, nó ghìm trong bụng, nó than quán trong bụng. Cho nên là bữa đó nó gạt ngài, nó nói ngài đó là hôm nay có vị trưởng lão nào đến đó, muốn gặp ngài ở một cái khu rừng đó đó. Cái ngài với sư huynh nó đi vô trong đó để gặp đi, để nó đi, để nó nhà nó lo cái việc chùa cho. Thì hai ngày tưởng vậy mới đi ở đây, đi khất thực thì đến nhà của Phật tử, nói là bữa nay thầy tôi bị bệnh cho nên là thầy tôi không có đi được, vậy quý Phật tử có gửi đồ ăn gửi cho thầy, gửi tôi đem về cho. Thì nghe tới tôn giả Ca Diếp thì ai cũng quý trọng, cho nên là cái phần thức ăn của ngài bao giờ cũng ngon hơn là cái phần của hai chú đệ tử, hai chú thị giả đó. Thành thử ra là chú ta rinh về hết, và dĩ nhiên chú ta ăn cái phần nào, ăn cái phần hết của phần của sư phụ. Tới khi về tới nơi rồi, sư phụ mới nói chứ ta đi vô trong đó không thấy trưởng lão nào cả, nói tại thầy đi trễ quá, ông kia cũng chờ, ông được, ông đi rồi. Về quá ngọ, thành thử ra ngày nhịn đói, thì cái luật ngày xưa vậy, quá ngọ thôi. Cái bữa sau cái ngày mới bắt đầu đi khất thực lại, thì dân chúng ta thấy ta mừng quá, ta hỏi nay thầy đỡ bệnh chưa. Ngài nói bệnh gì? Nói sao hôm qua có chú thị giả, ngài nói ngài bệnh lắm, ngài gửi đồ ăn, tụi con đem đồ ăn gửi cho chú thị giả đưa ngài, ngài có ăn không? Thế ngài cười mỉm chi thôi, ngài đi về. Là biết cái ông này, biết cái ông này, ông lớn tật, ông kêu rầy, kêu rầy con đó, hôm trước cái vụ nước, bữa nay tới vụ thức ăn. Sao mà con không có sửa cái tật của con vậy? Từ đây về sau con phải sửa nha. Thì chú đã không có hết giận rồi, chú còn nói có một chút nước, có một chút đồ ăn mà sân si vậy đó. Tức là chê ông thầy sân si. Chuyến này con cho thầy biết tay. Bữa hôm sau thì ngài mới đi khất thực, nói là bữa nay con, hôm qua đó con có cái lỗi là con nói thầy bệnh, cho nên là thôi nay con xấu hổ lắm, bữa nay con như con bệnh đi, con không đi khất thực, con ở nhà con nhịn đói, bữa nay trừ lại cái bữa con cho thầy nhịn đói. Ngài tưởng đâu là y ăn năn hối cải, thì ngài với lại cái đứa đệ tử ngoan đó đi khất thực, nhà anh đốt chùa luôn. Đốt chùa bỏ trốn luôn. Thật ra đốt như cái chỗ nơi ngài nghỉ đó, đó là cái chỗ mà lấy lá đồ, rồi lấy cỏ đồ đóng là vậy đó, để cho ngài nghỉ tạm, thầy trò nghỉ tạm cái chỗ đó, chứ cũng không phải là cái tịnh xá lộng lẫy huy hoàng vậy. Nhưng mà muốn nói cái tâm á, cái tâm của y nó kỳ cục, nó ác á, tức là đồ vật của ngài đồ y đốt hết, nó cho bỏ ghét đó. Thì ngài về là ngài thấy đốt sạch sẽ rồi, không thấy nữa, nên là ngài mới thư thả, ngài vẫn tiếp tục cái cuộc sống của ngài như ngài bình an vui vẻ. Thì bây giờ các thầy khác nghe cái chuyện này rồi mới bàn bạc, rồi chuyện nó tới tai Thế Tôn. Và khi ngài về thăm Thế Tôn thì Thế Tôn hỏi sao con có an lạc không? Nói dạ con an lạc, nó Như Lai nghe nói đệ tử con nó đốt đồ, con đốt đốt chỗ con nghỉ, thấy sao? Nó dạ không sao hết á, dạ nó đốt cái chuyện của nó con vẫn bình thường, nhưng mà thương là thương cho ai? Thương cho nó tạo nghiệp như vậy và nó sẽ phải chịu đọa địa ngục. Thì Thế Tôn nhân đó mới nói câu pháp cú này, là nếu mà tụi con thấy rằng tụi con mà gần gũi hoặc bạn hoặc đệ tử mà tốt á thì nên gần gũi, còn không á thì tránh bớt, chứ đừng có để nó gần nó hại mình mà hại người nữa. Cho nên Phật tử bạn rất là quan trọng. Đôi khi chúng ta không có nghe lời cha mẹ anh chị em trong nhà mà nghe lời ai? Nghe lời bạn. Vậy quý vị có con á, thiệt ra mình sanh con chứ không được, sanh không được lòng nó, nhưng mà nếu được tìm cái cách để nó tiếp cận với lại bạn lành, gọi là cái con đường Phật pháp chân chánh. Tại vì nó chơi với bạn mà xấu đó thì ghê gớm, tai hại ghê lắm, mà nó ảnh hưởng tới mình là bởi vì mình cộng nghiệp với nó, mình là cha mẹ của nó. Nó nghe lời bạn xấu dễ nghe, còn nếu mà có được bạn tốt là phước đức của mình rất là nhiều. Mà bạn tốt chính là những người có đời sống đạo đức, biết quy hướng về tam bảo, biết làm việc lành. Mình thử ra giáo dục con bằng cách không phải là ép ngặt nó, mà gợi mở cho nó, gợi mở cho nó, giới thiệu cho nó những con đường để nó đi. Và luôn luôn mà mình tham mưu cho nó, cố vấn cho nó về những đứa bạn của nó. Bằng tình cảm của cha mẹ, bằng đạo đức của mình, bằng cái nội tại của mình,
nó có sự yêu thương, trí tuệ và cái nội tâm của mình nó vững vàng, mình giúp đỡ cho những người chung quanh chúng ta, là con cái chúng ta tìm được những cái người bạn tốt. Còn với Phật tử, tự thân với Phật tử kiểm nghiệm được người bạn tốt hay không? Rất là dễ. Những người bạn mà hay đem đến cho mình nhiều phiền muộn thì cái này không tốt. Mình khuyên lại được họ thì khuyên, không thì mình sẽ hạn chế bớt cái duyên gặp gỡ để cho tâm của mình được an ổn. Nếu mà gặp mà mình thấy toàn là bài cho mình nhiều việc phiền phức, nhiều cái sự việc mà nó rối ren hoặc là thị phi nhiều quá thì ta không nên thân cận. Nhất là thị phi. Và chúng tôi thấy đó, người nữ chúng ta mà vượt qua được cái lỗi thị phi là chúng ta tu khá lắm. Bởi vì do cái lỗi thị phi mà chúng ta tạo nhiều cái sự việc xấu. Bây giờ chúng ta bớt tiếp xúc thì chúng ta sẽ bớt thị phi. Trong nhà Phật thường khuyên chúng ta là nói nhiều thì lỗi nhiều. Mà bạn là hay nói lắm. Vì vậy nhà Phật kêu là hãy tự nương, hãy nương tựa nơi chính mình, chứ còn đừng có nương tựa ai khác. Nếu gặp bạn lành thì gần gũi, không gặp bạn lành thì ở một mình. Chứ không nên thân cận với ác hữu, không nên thân cận với người xấu. Bởi vì thân cận với người xấu thì đạo lực mình yếu, mình không giúp được họ mà họ sẽ làm cho mình xấu đi. Mình đã khổ muốn chết rồi mà bây giờ còn thêm đeo mang cái xấu của họ nữa thì biết chừng nào mình mới ngôi lên được. Cho nên là phải biết cách để chọn cái người sáng suốt, hay hơn mình hoặc bằng mình. Mình có cái tâm dở vậy nè, bằng mình là mình đã không vừa ý rồi, huống là hay hơn mình. Mình hay có cái tật đố. Nhưng mà người sáng đó là phải biết gần người hay hơn mình, chứ không phải là ganh tị với người hay hơn mình. Mình gần người hay hơn mình thì cái cổ mình luôn luôn, ví dụ bây giờ quý vị đứng kế người cao thì quý vị ngó lên hay ngó xuống? Mình sẽ có cái khuynh hướng ngó lên. Còn nếu mình đứng với cái người thấp hơn mình thì mình có khuynh hướng gì? Nhìn xuống. Cũng vậy, bạn bè hay nhân viên của mình hay những cái người dưới mình mà nó giỏi hơn mình thì không phải là buồn, mà nó sẽ đưa cái công việc của mình đi lên, với điều kiện là mình biết mở rộng lòng ra và khẩu phục tâm phục được không. Chứ mình đừng có tức cái tài năng của họ. Mình tức cái tài năng của họ là coi như mình vùi dập luôn sự nghiệp của mình. Khó hay dễ hả? Nhưng mình phải trọng vọng bằng cách là mình không có tài, nhưng mình có cái gì? Mình có cái tâm và mình có cái đức. Cho nên là mình rất quý những cái người sáng suốt là như vậy. Ở trong nhân gian mình cũng có câu là con hơn cha là nhà có phúc, nó phải khôn hơn. Đệ tử mà bằng thầy là kém thầy nửa đức, đệ tử hơn thầy mới có thể kham lãnh sự nghiệp của thầy. Trong nhà thiền cũng dạy như vậy đó. Nên biết như vậy rồi thì chúng ta phải biết cách chọn bạn. Nói tóm lại là đừng có chơi thân với những cái người nghiệp thức nặng nề, trừ khi chúng ta vững chãi hơn họ. Trừ khi chúng ta đã vững chãi hơn họ, mình làm chủ được mình thì mình dám độ họ. Còn không thì chúng ta phải biết để mà lo cho mình. Và câu thứ 62, câu này tôi sẽ kể tích truyện, bởi vì không phải nó hay hơn mấy tích truyện kia, nhưng mà nó có một cái gắn bó với quý Phật tử. Câu 62, con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não, tự ta không có, con đâu, tài sản đâu. Tôi chọn câu này là bởi vì đa số quý vị ai cũng có con, và quý vị khổ vì con không ít, thưa phải không? Tuy nhiên tôi cũng đọc luôn câu 63 để hết giờ. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng có trí, thật xứng gọi trí ngu. Tức là mình mà mình cảm thấy mình ngu đó thì chứng tỏ là mình có hơi sáng rồi. Cho nên mình biết nhìn mình mới thấy mình sao? Mình ngu là mình mở mắt ra mình mới thấy được. Thấy cái gì? Thấy mình có chút ngu. Nhờ vậy mà chúng ta mới đổi cái ngu đó được. Cũng như giờ mình nhìn thấy lầm, mình nhìn cái đây là đậu đỏ, nhưng mà thật sự ra nó là đậu đen. Bây giờ mình biết mình nhìn lầm thì mình mới không bóc lầm, thưa phải không? Cho nên khi mình biết mình ngu là chứng tỏ là mình hết ngu. Còn mình lúc nào mình cũng cho rằng mình là khôn hết,
thì cái đó là mình hoàn toàn không biết gì hết. Bởi vì ở trên đời này không có cái gì khôn một cách cố định ngoài cái tâm chân thật không phân biệt thôi. Mà còn phân biệt là ta ngon thế này thế kia, thì cái này là chúng ta đang bị cái bản ngã nó bó chặt lại, và chúng ta đóng khuôn ở trong cái si mê đó, khó, rất rất khó tháo gỡ. Cũng vậy, khi mà quý vị Phật tử ngồi thiền mà quý vị thấy quý vị có vọng tưởng nhiều, là quý vị sáng hay tối? Là khá rồi đó. Hồi xưa mình đâu có biết mình có vọng tưởng, sao giờ mình thấy mình có vọng tưởng? Là nhờ mình có tu, mình có ngồi lắng lại để mình thấy nó đang dấy lên. Nhưng mà mình lại sợ quá, mình thôi chết rồi, vọng tưởng con khủng khiếp. Giờ giai đoạn đầu là thấy nó, rồi từ từ sao? Từ từ không có theo nó nữa, biết rõ nó, nó mới từ từ lặng xuống. Với hồi xưa mình quá sôi nổi với cuộc đời, mình quá là lăng xăng với các thứ vọng tưởng, coi như là mình tương ưng với nó thì nó mới dấy lên nhiều. Bây giờ mình bắt đầu biết tu rồi thì mình không muốn làm bạn với vọng tưởng, nhưng mà vì thói quen nó dấy lên, nó dấy lên, nhưng mà hồi xưa là mình tiếp, còn bây giờ cái lòng của mình muốn tiếp hay không muốn tiếp? Không muốn tiếp thì dần dần nó sẽ tự động nó lui, bởi vì mình không tiếp nó thì nó phải đi chứ. Cũng giống như khách vô nhà mà mình sởi lễ thì người ta mới tới, còn mình lạnh nhạt thì sao? Ta cũng tới một vài lần thôi, vài lần nữa thôi, thấy không được rồi thôi đi luôn. Thì cái tu cũng vậy á, đầu tiên nó Phật tử mới tu thấy vọng tưởng dễ sợ lắm, bình thường không có ngán vậy đó, cứ như vậy mà thấy nó, biết nó, thấy nó, biết nó, và lòng mình có một cái chuyển đổi rồi, mình có một cái thấy theo sự thật rồi, theo giáo pháp của Phật rồi, cứ từ từ từ. Quý vị yên tâm đi, chúng tôi cũng như quý vị ơi, con đường nó giống nhau. Hồi đó tôi cũng thấy dữ lắm, thấy tới mức sợ, tưởng mình tu không được. Nhưng bây giờ tự động mình không có tiếp riết rồi, nó cũng chỉ đến những cái loại hình vọng tưởng mà do mình hay tương ưng thôi, chứ còn bình thường nó sẽ nhẹ đi, chắc chắn như vậy, quý vị yên tâm. Nhưng mà cái này vấn đề là thời gian và sự thật thực tập, chứ không phải là lý giải. Thế mà tự có nhận ra được không? Không có thể lý giải được mà phải gì? Thực tập và thời gian. Tôi trở lại câu 62 với cái tích truyện. Tích truyện là có một trưởng giả rất là giàu sang, nhưng mà ông không rộng rãi. Và vì ông không rộng rãi cho nên cứ một tháng hai lần ông đều kêu hết gia nhân tới để ông dặn dò công việc trong nhà, và nhất là ông dặn dò cậu con trai của mình. Ông nói rằng các ngươi đừng có nghĩ ta như vậy là giàu, đừng có nghĩ cái tài sản như vậy là giàu có nhiều. Và đặc biệt là con trai của ta đó, con đừng có cho rằng cái tài sản của cha con mình như vậy là đủ. Vì vậy cho nên điều kiện thứ hai mà con phải nhớ đó là phải làm sao cho cái tài sản này đó không được rỉ chải, không có được mà nó bị rơi rớt ra ngoài. Phải biết giữ gìn, bởi vì nó không có nhiều, phải giữ gìn nó. Giữ gìn không chưa đủ mà phải ba bước thứ ba là gì? Là phải làm sao cho mỗi ngày nó mỗi thêm lên nữa, để cho nó thỏa mãn cái tâm tham của ông. Tức là lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại ba điều, đừng có nghĩ vậy là giàu nhất, thì phải ráng giữ gìn tài sản cho kỹ lưỡng, và thứ ba là phải làm sao kiếm cách làm ăn cho một ngày một giàu hơn nữa. Do ông cứ bo bo, ông nhớ, ông giữ, ông nhớ, ông giữ riết, mà ông trở thành càng ngày ông càng co cụm lại, khắc khổ, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Và ông cứ sợ người này người kia lấy của ông, gia nhân nhiều chừng nào thì ông sợ chừng đó, cho nên ông cắt giảm gia nhân hết. Thì khi mà ông cắt giảm gia nhân thì ông sợ ăn cướp nó vô lấy đồ của ông, bây giờ không có ai canh đồ của ông. Cho nên cái cuối cùng ông mới nói là sao ta có cái cảm giác sợ hãi quá. Cho nên ông mới kêu cái thằng con trai của ông đó, ông mới nói là ba có chôn 5 cái kho báu, bây giờ ba chỉ cho con nhớ giữ 5 cái kho báu đó cho kỹ. Bây giờ gia nhân không còn ai, bởi vì ổng siết riết rồi ta chịu không nổi, với lại ổng kẹo quá, thử ra ổng không nuôi được ai nữa hết. Cuối cùng là giờ chỉ còn cha con ổng với một cái sự sản đồ sộ. Ổng chỉ cầu con trai 5 cái kho báu rồi cái ổng lâm trọng bệnh, vì ổng bị cái ức chế do ổng sợ mất của, mà ổng bệnh nặng. Khi ông bệnh nặng cái không có gì cứu chữa được ông, cho ông qua đời. Qua đời mà trong tâm của ông thì sao? Sợ hãi, sợ hãi là của mình nó sẽ bị mất đi. Nên ông liền sanh trở lại ngay tức khắc.
Và đây là cái điều hết sức quan trọng. Thì ông á, là một cái gia sản rất lớn, mà ở cạnh ông có cái làng. Mà Ấn Độ đó, quý vị có đi rồi chắc tôi nói cái này quý vị nào đi thì biết. Tôi chỉ nghe nói thôi chứ chưa biết. Thường thường đó là bên cạnh một cái nhà giàu đồ sộ, giàu cực kỳ, thì cạnh bên đó là là cái nhà của nô tỳ, của những người gia nhân, họ ở kế bên vậy đó. Nó ở súng xích kế bên, nó phải có cái người ở đặng làm cho cái nhà giàu, cho nên nó không có rời nhau được. Đây là một cái hay trong cái cuộc đời đó nha. Cho nên cái giàu cái nghèo nó không có thể lìa nhau được, nó ở cặp kè nhau. Người giàu sợ người nghèo nhưng mà không thể xa người nghèo được. Thì xa người nghèo ai làm cho mình? Nhưng mà ở gần thì lại sao? Phải sợ, cho nên phải chịu như vậy suốt cuộc đời, trừ khi phá được hai cái giàu nghèo này thì mới hết. Đó. Thì ông liền sanh vào trong cái khu làng đó là cái khu làng của hạng nô tỳ, khuân vác. Mà cái nghiệp của ông nó tới như thế này. Làng đó là bình thường đã nghèo rồi, công ăn việc làm không có được bao nhiêu hết. Khi mà bà mẹ ông đó vừa cấn thai ông thì coi như cả làng bị bệnh dịch, không kiếm được việc làm, cũng không ai thèm thuê mướn. Từ nghèo cho đi tới đâu nữa, nghèo khổ nữa. Thì người ta mới ngạc nhiên, tại sao mà bây giờ tự nhiên mình khổ tới như vậy, cả làng mà chịu cái khổ này. Người ta mới tìm hiểu cái nguyên nhân. Nguyên nhân sao mà khổ, người ta cũng không hiểu tại sao. Nhưng mà sau khi họ nói qua nói lại, họ xù xì lào xào đó, thì họ mới tìm ra được là có một phụ nữ vừa mới mang thai. Họ nghi là tại cái thai ở trong bụng bà, cho nên cái làng của họ bị thọ nạn quá nhiều. Họ quyết định đuổi bà ra khỏi làng. Tức là mẹ của ông trưởng khố đó bị đuổi ra khỏi làng. Thì thiệt, vừa đuổi bà ra khỏi làng cái người ta sống lại bình thường. Quý vị mới biết cái phước nó ghê lắm nha. Khi mà mình mang một cái phước hay mang một cái nghiệp, mình đi tới đâu ảnh hưởng tới cộng đồng chứ không có ít đâu. Nếu mà chúng ta có phước, mình vừa đến đó là nguyên cái cộng đồng đó làm sao? Nó hưng khởi lên, nó sáng lên. Cũng như mình đi kế những bậc đạo cao đức trọng, tự nhiên lòng mình nó làm sao? Nó an lạc, nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Như mình đến chùa cái mình nghe phiền não hay là mình nghe quan hỷ? Mình nghe vui là tại sao? Vì tại chùa là do thầy cô ở. Mà thầy cô chưa thành Phật, nhưng mà so với mình thì sao? Cũng có tu chút chút, thưa phải không? Cho nên nó ảnh hưởng cái phước. Còn giờ quý vị vô chợ mà chỗ người ta đang mà gây gổ với nhau thì quý vị thấy sao? Thấy sợ, bực, thấy ghê, thấy không an. Nhất là mình đi ngang cái chỗ đang ấu đả là mình phải gian xa xa, mình sợ họ họ làm hơi nó lây tới mình. Đó là cái phước và cái nghiệp nó ảnh hưởng tới mình. Thì cũng như vậy, bà mẹ này đi ra rồi đi xin ăn, mà xin ăn xin được có phân nửa phần, tức là ăn có nửa bụng. Hồi trước thì xin ăn, hồi trước làm thuê, coi như là làm thuê làm mướn thì còn có được ăn vừa đủ. Bây giờ ra không ai mướn, phải đi xin ăn, mà không xin không bao giờ mà được ăn no. Tại vì cái gì mà không ăn no? Tại cái thai ở trong bụng không được ăn. Nên mình thấy giàu không hẳn là có phước. Phước là ở chỗ nào mới gọi là có phước? Ông ta giàu cực kỳ, nhưng mà vì cái tâm ông keo sẻn, cho nên là ông thối đọa tới như vậy. Nên bà ăn lúc nào cũng có nửa bụng, lây lất cho tới ngày sanh ra được thằng con trai. Mà thật là kinh hoàng khi thấy mặt mũi nó mọc không có đúng đâu vào đâu, gọi là quái thai. Cho nên những trường hợp này Phật tử có hiểu như vậy để Phật tử thấy cái nhân quả. Cái nhân quả mà mình làm bây giờ mình phải chịu. Hiểu như vậy là sợ thêm một bước đó, đừng bao giờ làm cái gì. Trong cái đời này mình đang làm người, mình đang có phước, đừng bao giờ là tạo cái nghiệp xấu. Đừng có làm khổ cho ai hết. Đừng có nói cái lời cho người ta khổ, đừng có hành động cho người ta khổ. Đừng có nghĩ những cái điều xấu cho người ta. Mình nghĩ cho người ta nó liền trở lại đâu? Quay lại là mình. Ông không muốn cho ai ăn hết, ông muốn đuổi hết gia nhân, cho nên ông nên đói liền ngay trong bầu thai mẹ. Cái tâm keo sẻn. Trong thai mẹ là đã đói rồi, tới hồi sinh ra là quái thai. Quái thai là bởi vì cái tâm ông cũng quái tâm, cái tâm kỳ cục, cho nên là ra cái hình vóc
rất là dễ sợ. Nhưng là mẹ con cho nên cô ấy cũng ráng thương con mà nuôi 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 cho tới được lớn 7-8 tuổi, 7-8 năm sau. Thì cô đi xin ăn một mình thì còn có ăn, về chia cho con được một chút, mà đi mà có thằng con là coi không bao giờ ai cho. Cho nên cô phải giấu nó ở nhà. Mà giấu ở nhà thì nhiều khi về tới nhà đồ ăn cũng không có để cho nó ăn nữa. Hoặc là đồ ăn nó rớt, nó hư, nó làm sao hết á. Cái cuối cùng cô mới nói là mà cô đi tới đâu mà có nó thì người ta nguyền rủa dữ lắm. Cho nên cô mới nói là mẹ không có cái tâm ác với con, nhưng mà dường như cái nghiệp gì của con á, cho nên thôi thì bây giờ mẹ sẽ trao cho con cái bát, rồi con tự vươn lên, tức là con phải tự bỏ cái công con ra để con đi kiếm sống này, cho nó có được một cái phước của mình, chứ đừng có ở không hoài như vậy, mà nó khờ khạo lắm. Nhưng mà bà không còn cách nào khác, cho nên dạy cho nó đi xin ăn. Thì nó cũng ôm bát nó đi rồi thì người ta cũng cho, mà cho cái kiểu ăn mà một đói một no mười đói đó. Nhưng mà có ăn cái lạ vậy, trên cái con đường đi lang thang cho tới đến đúng cái, đố quý vị nói đúng cái nào, đến đúng cái ngôi nhà cũ của ông. Tại vì cái nghiệp của ông khi ông đi là ông muốn giữ cái ngôi nhà đó, cho nên và trên có con đường đi ông đi vô đúng cái chỗ đó. Thì bây giờ con trai của ông trở thành trưởng khố, gia tài để lại toàn bộ cho con trai ông trở thành trưởng khố, rất là giàu sang và được vua chúa trọng vọng. Anh ta cũng có gia đình, cũng có con. Thì bây giờ đó ông đi vào trong cái nhà đó, tự nhiên cái ông đi vô một cách quen thuộc. Thì nhà đang sống bình thường vậy, xưa nay không có cái gì phải sợ. Thì mấy thằng con của trưởng khố, tức là nói con của chú đó thì là cháu nội của ông đó, thì nó cũng tuổi nó cũng ngang ngang với ông. Thì nó đang ở trong nhà trong nó chơi, thì ông cứ ôm bát ông đi một hơi vô trong. Đi một hơi mấy thằng này nó quay qua, nó thấy một cái tên quái gở, nó hét lên một tiếng, rồi thì mấy anh em nó xua nhau lại, nó dí cái ông nội nó. Mình nói dí ông nội chứ dí ai bây giờ. Nó dí rồi nó đánh nữa, tại vì thấy ghê quá nó sợ. Mà tại bước vô nhà nó bất hợp pháp, đi một hơi đi một cách tự tại, thì nó sợ là cái ngữ này vô là chắc lấy đồ thôi. Lang thang rách rưới mà nhìn coi rất là thấy dễ sợ. Đã. Ôm nhau nó súm nhau nó đánh, rồi nó còn kêu ba nó ra nữa. Ba nó ra thấy còn suối đánh thêm nữa, bị gì đánh cho nhớ đồng ấy, đừng đi bậy vậy. Đánh xong bầm mình hết rồi nó mới liện ra cái hầm rác ở ngoài trước nhà. Là thằng nhỏ là gần chết rồi, là bị đói đó, bây giờ lại thêm trận đòn đó, bầm dập hết cái liện ra trước nhà. Thì ngay cái lúc đó Đức Phật đi ngang, đi khất thực với Tôn giả A Nan, thì nhìn xuống là thấy biết liền đây là trưởng khố của đời trước. Đức Phật mới gọi A Nan là ông hãy bế ông ta dậy, bế thằng bé dậy đi, rồi đến nhà mời cái vị trưởng khố đó đến đây cho Như Lai, chứ Như Lai không tới nhà cho ông đó, kêu mời trưởng khố tới đây. Thì ông trưởng khố nghe tới tên Phật thì rất là nể, tại ông con này không có xấu như ông cha. Khi được lệnh Phật kêu tới thì ông ta tới và trong lòng rất là thắc mắc, tại vì xưa nay Như Lai không có kêu ai hết bây giờ tại sao kêu, là có nhân duyên. Thì khi trưởng khố con đến thì thấy thằng nhỏ đó được kéo lên, thằng nhỏ mà nãy con mình đánh trong đó có thêm có thêm cái cộng tác của mình nữa. Thì ông trưởng khố nói, Bạch Thế Tôn, cái thằng bé này, Thế Tôn nói, bây giờ ta vì sự việc này mà kêu ngươi đến á. Thì cái ông trưởng khố này ông nghĩ chắc có lẽ Phật rầy, tại sao đánh người ta dữ vậy. Nhưng mà ông sao, mình sẽ giải thích cho Phật biết là nó vô nhà con bất hợp pháp. Thì ông tính lung tung trong bụng vậy, nhưng mà Như Lai mới nói, này trưởng giả, ông có biết rằng đứa bé mà ông và các con ông mới vừa đánh bầm dập và liện ra hầm rác là ai không? Trưởng khố nói, Bạch Thế Tôn, con không biết. Đó chính là cha ngươi đó. Ông này ông dựng tóc gái lên, ông nói, Bạch Thế Tôn, xin ngài thương xót giùm, chớ có nói như vậy mà tội nghiệp cho con. Con đang hiện là trưởng khố của quốc gia, nói vậy mất cái uy tín của ông. Cha con đã chết rồi, xin Thế Tôn mà thương xót cho, sao ngài lại nỡ nói như vậy. Thế Tôn nói, ta không nhiều lời với ông. Giờ này ta đã so dịu bớt các vết thương rồi, ông chỉ cần lấy một bát nước cho cha ngươi uống đi. Lúc đó nó có chút xíu rồi.
Nhưng mà ông này cũng sợ lắm, cho nên kêu gia nhân cho uống bát nước. Uống xong tỉnh táo rồi, Thế Tôn nói ta không cần đối chối với ông nhiều. Ngày xưa đó, ông ta tên là Kalin gì đó. Này nhà ngươi hãy đi thẳng vào nhà và chỉ năm cái kho báu cho con của ngươi thấy. Đúng như ngày xưa trước khi ngươi mất, ngươi chỉ đi. Thiệt, bé 8 tuổi đi một hơi vô chỉ năm kho báu. Ông này ông nổi tóc gái hết, ông con á, ông nổi tóc gái hết. Ông quỳ xuống, ông lại Phật mà ông kinh khủng, ông hết hồn, ông không có nghĩ là cha ông mà dễ sợ như vậy. Nhân đó Thế Tôn nói hết lại và cái câu cuối cùng là con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh u não. Ông nghĩ đây là con tôi, đây là tài sản của tôi, và vì cái ngu si đó mà ông u não, tự ta không có, tức là bản thân mình không có, mình không có huống gì là tài sản của mình. Con đâu, tài sản đâu, thế nào là con của mình, thế nào tài sản của mình, mà phải chịu bao nhiêu là quan khiên, bao nhiêu là quả báo như thế này. Câu chuyện này có giá trị giáo dục rất lớn đối với lại quý Phật tử. Trong cái dòng nhân quả luân hồi này nè, mình chưa có chết cho nên mình không biết nó đúng hay sai. Tôi cũng không nói với quý vị đúng hay sai, tôi cứ kể à. Bởi vì tôi tin Phật, tôi cứ kể như vậy. Và nếu quý vị muốn gọi là nắm phần chắc á, thì đừng làm tầm bậy. Chứ đừng hỏi có hay không. Thưa có phải không à? Mà trước hết mình thấy mình đừng làm tầm bậy là tốt hay xấu? Là nó tốt cho mình là ổn rồi. Còn quý vị hỏi có hay không tôi không biết. Tại vì tôi chưa có thần thông, tôi cũng chưa chết, và khi chết rồi quên tuốt, không biết là chuyện trước của mình như thế nào. Nói vậy cho nó rõ ràng. Nhưng mà quý vị muốn nắm chắc, nếu mà nó không có đó mà mình tốt cũng không sao. Còn nếu như nó có, quả báo luân hồi mà chắc chắn là có đó, thì sao? Thì mình nắm phần nào trong tay? Nắm phần chắc trong tay. Đối với Phật tử thì tôi nói như vậy để mang tính khách quan, nhưng mà đối với chúng tôi tin nhân quả, tin sâu nhân quả. Nếu không tin sâu nhân quả, tại sao chúng ta cùng là người với nhau mà chúng ta mỗi người mỗi kiểu theo cái nghiệp tập riêng của mình mà mình gặp gỡ nhau, mình chọn lựa cuộc sống của mình? Thưa có phải không Cho nên nhân quả là một cái như hình với bóng mà. Như hình với bóng chứ không có phải là chuyện mà lý lẽ gì cả. Ở trong nhà thiền có một vị thiền sư hồi xưa, khi người ta hỏi có nhân quả hay không, chỉ trả lời lầm một câu thôi, không có nhân quả, mà đọa 500 đời làm chồn. Sao phải nhờ thiền sư Bát Trượng sửa lại cái câu đó, là không lầm nhân quả chứ không phải là không có nhân quả. Khi sống mà đối xử với người như thế nào thì chúng ta lãnh trọn vẹn lại. Học cái câu này để mà quý vị phải chọn cho mình. Mình tưởng mình đối như vậy là đối với ai? Không có đối với ai hết, đối với chính mình. Mình cho người ta một nụ cười là mình nhận lại một nụ cười. Mình cho người ta một niềm vui là mình nhận được niềm vui. Mình cho người ta được sự không sợ hãi là mình nhận lại sự không sợ hãi. Mình cho người ta được một bát cơm manh áo là mình nhận lại một bát cơm manh áo. Hay còn hơn thế nữa. Cho nên đừng có dạy gì mà đem đau khổ đến cho người khác. Xin chân thành chia sẻ với quý Phật tử điều đó. Xin hết giờ. Có một câu hỏi tôi xin đọc lên trước đại chúng. Kính bạch sư cô, con xin kính hỏi sư cô, vì con thuận tay trái nên khi cúng quả đường con vẫn giữ tay trái để bắt ấn được không? Nếu đổi lại giống đại chúng thì tay con bị rung. Vậy con kính bạch sư cô cho con lời khuyên. Con cảm ơn sư cô. Thật ra thì bắt ấn tay trái cũng được. Nó là bắt ấn là nó để lên cái biểu hiện là nhất tâm. Nhưng mà như thế này, việc bắt đầu cúng quả đường á, là việc bắt đầu. Ở trong tại quả đường thì mình rung, cho nên là có khi mình phải bắt cho nó theo cái tay của mình. Nhưng để cho sau này mình có thể không có... Cái này là nếu thôi nha, nếu được thôi, còn không được thì thôi đành phải làm tay trái. Nhưng mà nếu được thì về nhà cứ hay lấy cái bát để lên cái tay gì? Cái bát á, để lên cái tay trái, cái ấn á, thì bắt ấn. Bởi vì đây là bắt đầu mình tập mà. Cái giai đoạn ban đầu bao giờ cũng mang tính quyết định cho cái sự quen. Thưa có phải không Quý vị quen tay trái là quen việc khác, chứ việc bắt ấn này đó là mới hoàn toàn.
Thưa có đúng không? Mới hoàn toàn. Rủi đâu vị Phật tử này mới mốt đi tu thì sao? Tôi nói đại vậy đó. Rủi đi tu thì sao? Thì vô cũng phải bắt ấn tay, tay phải. Cho nên bây giờ mình mới bắt đầu tập thì mình tập thử. Nếu mình quen được thì nó không có quan trọng tay phải tay trái đâu, do mình tập quen thôi. Cho nên muốn cho đến đạo tràng đừng rung thì ở nhà mình tập thường chút. Hả, rảnh rảnh cứ bắt cái ấn lên, rảnh rảnh cứ bắt cái ấn lên. Bắt riết nó quen thì vô đây mình quen. Chứ phải chi cái chuyện này Phật tử tập từ lâu rồi thì tôi không nói, con này mới bắt đầu tập từ những giây phút đầu thì chúng ta tập cho nó chuẩn thì vẫn tốt hơn. Nó đó là nó mang cái tính là đại chúng cho nó giống người ta để mình dễ sinh hoạt. Còn về cái ý nghĩa đó thì bắt ấn là để chánh niệm, để nhất tâm thì không có lệ thuộc tai, nhưng mà nó phải chung toàn bộ với đại chúng để nó không lấn cấn, nhìn cho nó trang nghiêm. Như vậy thì phần câu hỏi cũng không có gì quan trọng, tôi đã trả lời xong. Như tháng vừa rồi tôi có hứa với quý Phật tử, và đồng thời tháng này cũng có nhiều Phật tử mới đến xin tập tọa thiền, cho nên tôi có nhờ quý sư cô ở trong thiền viện hôm nay sẽ dành ra một chút thời gian để tọa thiền, hướng dẫn quý vị rõ ràng, để những vị mới thì quý vị biết cái cách tọa thiền. Bởi vì tọa thiền là quan trọng, cho nên là chúng ta không thể lếu láo được. Tôi sẽ ngồi đây để mà hỗ trợ cũng như là giúp đỡ cho quý cô, hướng dẫn quý Phật tử cái cách thức tọa thiền để quý Phật tử ngồi thiền cho đúng. Và hôm nay tôi cũng có một chút ý kiến về cái buổi tu tập của chúng ta. Thì Phật tử tu lâu thì đã quen, nhưng mà quý Phật tử mới đó nên hỏi quý Phật tử cũ về cái nghi thức. Về phần lại đó, nhiều vị vẫn còn chưa có biết. Mình đứng ở bên chuông thì mình lại theo chuông, mình đứng bên mỏ thì mình lại theo mỏ. Có khi mình đứng bên chuông mà mình lại theo bên mỏ, hoặc là đứng bên mỏ mà lại theo chuông. Và cái cất đầu lên, quý vị cũng hay cất đầu sớm quá. Đúng ra mình nằm lâu chút nó khỏe chứ sao quý vị mà vừa hạ đầu xuống mà ngóc đầu dậy liền, nó mệt tim lắm. Nằm chút cho Phật chứng minh rồi hãy ngồi dậy. Và để cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh thì tôi thấy là quý vị nên có một cái áo tràng, trừ khi quý vị mới lần đầu tiên đến không biết, hoặc là cái việc tu của mình chưa có dự định dài lâu thì đành phải mượn. Chứ nếu mà đến tu thì chúng ta có cái áo tràng cho nó trang nghiêm hết đạo tràng. Tu như vậy thì mình sẽ thấy là nó có một cái tốt về mặt hình thức, nó sẽ ảnh hưởng đến nội tâm. Và phần ăn cơm đó thì thường là quý vị bắt ấn còn lúng túng lắm. Cho nên là hôm trước tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Thiệt ra cái này là của phần người tu, nhưng mà cái ngày tập tu là ngày tập hạnh người xuất gia. Cho nên quý vị cũng làm giống với thầy cô, nó vẫn còn sai thì mỗi lần sai thì chúng tôi sẽ sửa. Nhớ cái tay bên trái bắt cái ấn hai cái ngón, cái ngón giữa và ngón áp út cụp vô, ba cái ngón cái, ngón trỏ và ngón út mới đưa ra để nâng cái chén. Cái phần này nè, đôi khi quý vị bắt cũng không trúng. Và bắt cái ấn bên đây, bắt ấn bên đây thì quý vị cũng nhớ cái ngón áp út làm sao. Ngón áp xuống, cong xuống, rồi còn lại thì nó hình dáng nó như thế nào, như thế này. Thì Phật tử mới có đôi khi không thấy, cho nên là quý Phật tử bắt lộn xộn. Thì bây giờ chúng ta tập quen, cứ bắt như vậy, để ngay khoảng này. Và hồi trưa này thì có một số Phật tử mới dùng cơm có nói chuyện. Và ở trong cái câu mà chúng ta tam đề ngũ quán đó, thì có câu là tán tâm tạp thoại, tính thí năng thiêu. Năng tiêu có nghĩa là mình tán tâm mà nói chuyện tạp á, thì cái của tính thí khó tiêu. Là vì cái ngày hôm nay chúng ta ăn cơm đó, có nhiều khi Phật tử cũng nhận sự cúng dường của Phật tử. Chư ni cũng nhận sự cúng dường của Phật tử, Phật tử cũng nhận sự cúng dường của Phật tử. Cho nên chúng ta phải giữ chánh niệm trong khi ăn, để chúng ta trả được cái nợ mà mình nhận. Và mình tập hạnh của người xuất gia. Cho nên tôi biết quý vị ăn cơm nói chuyện là một cái bình thường của người đời, rất là bình thường. Nhưng mà hôm nay vô chùa thì nó khác thường. Thử đôi khi quý vị quên, quý vị có nói chuyện, trao đổi thế này kia, mình nghĩ là không cần thiết, chờ ăn cơm xong rồi mình nói chuyện cũng được, để cho nó thành một cái nếp đạo cho nó đẹp. Bây giờ xin mời quý cô ở trong thiền viện ra hướng dẫn cho quý Phật tử phương pháp tọa thiền.
xin quý Phật tử để ý là chúng ta một cửa tọa thiền để giúp cho thân tâm được an định. Cho nên là cái thế tọa thiền là đầu tiên là chúng ta phải là để được thư giãn về thân trước, rồi theo đó mà tâm được an định theo. Nếu Phật tử lưu ý ha. Ngồi thiền thì có hai cách. Cách thứ nhất là ngồi bán già, thì quý Phật tử gác một chân lên trên một đùi phải hoặc đùi trái, tùy theo cái chỉ thuận của mỗi vị. Có Phật tử nào nữ nào lên cầm cái máy giùm cho cô đi. Khi chúng ta ngồi xuống bồ đoàn thì xương cùng đúng giữa bồ đoàn. Vì sao chúng ta phải ngồi xương cùng giữa bồ đoàn? Cho cái lưng được thẳng, giúp cho tự nhiên thôi. Cách thứ hai là ngồi kiết già, là quý Phật tử sẽ chân trái gác phải, chân phải gác lên đùi trái. Và một bên phía bên phải nó hơi bị hổng xuống thì chúng ta sử dụng cái khăn gối kê để cho khi mình bắt tay lên thì nó được bằng thẳng. Chúng ta sẽ nghiêng qua nghiêng lại cho được an ổn. Và toàn thân trong tư thế thư giãn, không có bị gồng một cái cơ bắp nào hết. Khi bắt tay lên tọa thiền thì bắt đầu là tay phải sẽ đặt lên bàn tay trái, sao cho hai đầu ngón cái vừa chạm nhau. Đầu thì đầu cúi xuống vừa phải, tầm nhìn 1/3. Khi chúng ta mới ngồi thì bắt đầu là hít thở thật sâu, thở 3 lần từ nhẹ, từ mạnh cho đến nhẹ, là vì chúng ta đang trong tư thế động cho nên từ từ lần vào an định. Do đó mà chúng ta thở bắt đầu từ mạnh rồi nhẹ dần, như vậy 3 lần hít vô thở ra một cách thong thả tự nhiên thôi. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Khi thở ra bằng miệng thì quý Phật tử chỉ cần hé môi một chút xíu. Khi đã hít thở 3 hơi sâu xong rồi thì bắt đầu chúng ta để hơi thở bình thường, thở đều đều nhẹ nhẹ, hít vô thở ra, biết rằng hơi thở đang ra vô nơi mũi. Và từ gương mặt chúng ta để ý thư giãn. Thư giãn từ trên nét mặt xuống vai, lưng và chân, không cho một cơ bắp nào còn gồng cứng. Và như vậy quý Phật tử tiếp tục hít vô thở ra. Trong lúc đó là khi mới tập thở thiền thì chúng ta đếm hơi thở, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra ta đếm 2, thầm đếm như vậy thôi. Trước khi bắt chân lên hướng dẫn cho
động thân, điều thở xong điều thân từ mạnh tới nhẹ. Trước khi chúng ta hít thở đều thì chuyển động thân 3 lần từ mạnh đến nhẹ. Khi đã hít thở sau 3 hơi rồi chuyển thân. Thì quý Phật tử giữ tư thế như vậy và chúng ta như vậy quý Phật tử thấy là chuyển thân từ mạnh dần cho đến nhẹ. Và khi mà chúng ta chuyển thân như vậy thì hơi thở sẽ theo đó mà cũng là lưu thông. Chúng ta sẽ tưởng hơi thở lưu thông khắp cho thân. Và những bệnh tật, những phiền não có uế trong thân đều theo hơi thở mà ra ngoài hết. Khi thân đã được thư giãn nhẹ nhàng thì chúng ta bước đầu vào theo dõi hơi thở. Vì sợ chúng ta hay quên cho nên là chư tổ Đức Phật và chư tổ hướng dẫn chúng ta dạy là phải đếm hơi thở để không có bị tạp niệm xen vào. Và khi đếm quen rồi, dần rồi thì từ từ quý vị sẽ theo dõi hơi thở và biết được những cái vọng động nào khởi, chúng ta đều buông thư hết. Đó là phần trụ thiền, bây giờ đến phần xả thiền. Đến khi xả thiền thì vì chúng ta từ trong an định cho nên khi khởi thân để mà xuất định thì chúng ta từ nhẹ ra mạnh, tức là từ tế trở ra ngoài thô động. Xả thiền thì quý Phật tử trước là nhớ là thầm tụng bài hồi hướng, tức là chúng ta trải tâm ra đến khắp chúng sanh, đem công đức này để hồi hướng tất cả đều trọn thành Phật đạo. Rồi hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng 3 lần từ nhẹ đến mạnh. Kế đến là quý Phật tử chuyển động hai bả vai lên xuống mỗi bên 5 lần. Rồi cúi ngước đầu lên xuống 5 lần. Thế đến là chúng ta động hai bàn tay co duỗi, xoay qua phải trái. Cúi ngước đầu lên xuống xong rồi chúng ta xoay đầu sang phải sang trái. Quý Phật tử để ý sẽ thấy là chúng ta sẽ xả từ nhẹ, chậm từ từ cho đến là động mạnh. Sau đó chúng ta cúi ngước đầu trở lại một lần. Và như vậy mỗi động tác đếm hơi như vậy chúng ta đều là sẽ thấy hơi thở
sẽ theo đó mà ra vô rất là nhẹ nhàng. Kế đến là động hai bàn tay co duỗi 10 ngón 5 lần. Mỗi động tác quý Phật tử nhớ là không quên hơi thở. Kế đến là chuyển động thân 7 lần, từ nhẹ đến mạnh. Lần thứ 7, úp hai bàn tay lên hai đầu gối, nhấn mạnh xuống. Xoa mặt. Xoa mặt rồi đến xoa tai. Xoa đầu. Xoa sau gáy, tay, hai tay để sau gáy như vậy, và chúng ta chà qua chà lại. Khi tập thể thì nói là xoa 20 lần, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ làm đại khái không đủ số lượng. Nếu khoa xoa trước cổ thì quý tử dùng tay trái xoa trước, hơi ngước cổ lên. Quý tử nhớ là chúng ta cứ xoa mạnh để cho được lưu thông máu huyết. Chứ như một số quý Phật tử tôi thấy là chúng tôi thấy là xoa yếu lắm, nó không có được chà mạnh vào thân. Đến xoa bằng tay phải, xoa từ vai xuống cánh tay, tay trái xoa từ nách xuống hông, rồi ngược lại. Xoa trước ngực thì bàn tay phải đặt trước ngực, tay trái đặt sau lưng, xoa ngang 5 lần. Xoa 3 điểm thượng tiêu, trung tiêu và hạ tiêu. Thượng tiêu là đây, chúng ta xoa tròn. Đến trung tiêu. Và xuống đây là phúng vùng này là hạ tiêu. Kế đến là xoa hai thắt lưng. Xoa thắt lưng, rồi xoa mông. Tử để hai bàn tay nhìn chúng ta xoa. Xoa xuống mông, rồi xuống đùi đến đầu gối. Kế đến là xả hai bàn chân ra. Thì chúng quý Phật tử là vén áo tràng qua phía bên tay phải, tay trái nắm đầu ngón chân phải, tay phải đỡ bàn chân phải, từ từ để xuống.
khi bàn chân phải đã bớt tê nhất rồi thì chúng ta dùng bàn tay phải nắm đầu ngón chân trái, tay trái đỡ bàn chân trái, từ từ để xuống. Tiếp theo là quý Phật tử xoa chân phải thì xoa từ đầu gối xuống lòng bàn chân phải. Quý Phật tử kéo chân phải lên, xoa lòng bàn chân cho thật ấm. Xoa chân phải xong rồi, kế đến là xoa chân trái. Cũng xoa lòng bàn chân cho thật ấm. Và xoay cổ chân tới lui. Xong rồi là quý Phật tử duỗi thẳng hai chân. Thân toàn thân rướn về phía trước, xoa cho các đầu ngón tay vừa chạm các ngón chân 5 lần. Động tác duỗi thẳng chân và rướn toàn thân như vậy là như sư ông dạy là sẽ giúp cho chúng ta thư giãn thần kinh tọa, không có bị đau thần kinh tọa. Xong rồi quý Phật tử kéo bồ đoàn ra và chúng ta có thể còn thời gian thì xoa thêm mông cho toàn thân được máu huyết lưu thông hết. Đó là quá trình từ nhập trụ và xuất của tọa thiền. Chúng tôi xin cảm ơn sư cô Huệ Hiền. Kính thưa quý Phật tử, lâu lâu một lần như vậy, quý cô sẽ trở lại để thực tập trước quý Phật tử để cho chúng ta nắm vững cái phương pháp tọa thiền. Và như quý Phật tử thấy, chư ni vừa mới làm cho chúng ta coi thì các động tác chậm rãi thư thả nhưng mà nó có lực. Đó là như ý kiến của quý cô thấy, quý Phật tử làm hời hợt, tức là không có cái lực cọ sát vô trong thân thể chúng ta. Bây giờ chúng ta phải cọ sát nhưng mà rất là oai nghi. Quý Phật tử thấy quý cô làm coi không có thô động nhưng mà mạnh, không thô động mà mạnh, còn mình làm coi thô động mà không mạnh. Thở ra cái máu huyết nó không có lưu thông nhiều. Và chúng tôi xin nhắc nhở thêm quý Phật tử cái chỗ mà sau khi nghe kệ hô thiền rồi đó thì chư ni sẽ xướng 3 lần danh hiệu Đức Bổn Sư. Và sau một lần xướng như vậy thì có một tiếng chuông. Thì nghe tiếng chuông rồi quý Phật tử phải cùng chắp tay. Chỗ này quý Phật tử hay quên, tức là chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư theo cái lời xướng của chư ni. Sau khi mà mình niệm xong danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần rồi thì chúng ta để tay trở lại, chứ không có chấp nữa. Để tay trở lại và chúng ta tọa thiền. Thì đó là những cái phương pháp cơ bản quý cô xin được thực tập trước quý Phật tử để quý vị theo đó mà tu tập. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp cá biệt do thân thể, cái cơ địa của quý vị hoặc là do tuổi tác mà quý vị không thể ngồi kiết già hay bán già một cách nghiêm cẩn như chư ni, thì quý vị cũng có thể tùy theo cái thế của mình mà chúng ta ngồi quý ở điều tâm. Nhưng mà nếu điều thân được thì thân tâm tương tác nó sẽ có cái kết quả cao hơn. Còn nếu không được thì giữa hai cái thân và tâm thì chúng ta phải lấy cho được phần nào. Lấy cho được phần tâm. Xin chúc quý vị đạt được nhiều an lạc.
Kính mời toàn thể Phật tử chắp tay niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Quý Phật tử lắng nghe, chư ni sẽ đọc lịch giảng vào kỳ sau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thời thính pháp chiều nay đã hoàn mãn, chúng con kính cung thỉnh sư cô hồi quy phương trượng. Kính thưa Như Lai Đức Ni, thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng, hôm nay có các Phật tử ở các lỡ Vũng Tàu, Phật tử Tín Đạo cùng tất cả quý Phật tử và Phật tử Trần Kim cúng dường Đa Nhiên hôm nay. Cúng dường lên mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và cúng dường hiện tiền chư Đại Đức Ni để hồi hướng công đức cho tất cả những vị kẻ mất ở trong gia quyến thương nhờ phước cúng dường này mà được sanh về cõi lành, và cũng hồi hướng công đức này cho tất cả những vị thân quyến còn khỏe mạnh thương nhờ công đức cúng dường này mà luôn được an lạc, bồ đề tâm luôn tăng trưởng, và nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn, chúng sanh an lạc, thế giới hòa bình. Chúng tôi cùng tất cả các Phật tử thành tâm cầu nguyện cho sở nguyện của các Phật tử được thành tựu như ý mà các Phật tử đã thành tâm cúng dường để hồi hướng, để cầu nguyện. Vì giờ này, cung thỉnh Như Lai Đức Ni cùng tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật để hồi hướng công đức cho tất cả quý Phật tử đang quỳ trước trai đường Trang Nghiêm thanh tịnh, cũng như Phật tử Trần Kim ở nước ngoài vắng mặt, nương nhờ công đức cúng dường này được thành tựu viên mãn tốt đẹp. Vì cung thỉnh tất cả quý vị thành tâm niệm Phật. Trong xanh nước vẫn lăng lờ,
trời cao mấy vẫn nên thơ trắng ngang. Chim bay về núi bao lần, bóng in đầy nước bóng dần nhạt phai. Nước không giữ bóng chim bay, chim không để lại bóng gì đây. Hồn buông xuống mắt dòng sông Sinh, ánh trăng tròn sáng lung linh, bạn lại tròn sáng ba nghìn càn mãi không ngừng. Dòng đời biển dịch theo từng sát na, một vầng mây trắng bay qua, nước êm êm chảy la đà mây bay. Nước là nước, mây là mây, bóng tình cờ. Trong xanh nước vẫn lặng lờ, trời cao mây vẫn nên thơ trắng ngang. Chim bay về núi bao lần, bóng in đầy nước bóng dần nhạt phai. Nước không giữ bóng không để lại bóng gì đáy sông. Êm đêm tĩnh lặng mênh mông, hoàng hôn buông xuống mắt dòng sông Sinh, ánh trăng tròn sáng lung linh, bạn lại tròn sáng ba nghìn càn sáng lung linh, bạn lại tròn sáng.